Bông điên điển lăn bột chiên giòn, ti lạ mà quen. Hai, xin chào cả nhà, rất vui khi cả nhà đã quay trở lại với kênh Ansel Family Cuộc Sống Cần Thơ. Với món tép lăn bột chiên giòn thì chắc hẳn mọi người cũng đã quá quen thuộc, cho nên hôm nay mình sẽ biến tấu một xíu để tạo thành một món chay kết hợp với bột chiên giòn pha sẵn. Thì cả nhà sẽ không phải mất công để pha nhiều loại bột, mà nhiều khi mình hay vụng về á cả nhà, mình pha nó cũng không có được ngon như là cái loại bột pha sẵn. Cho nên hôm nay mình đã kết hợp bột chiên giòn pha sẵn cùng với bông điên điển, khoai môn và khoai lang để tạo ra một món bông điên điển chiên giòn. Và mời cả nhà cùng tham khảo cách làm cũng như những nguyên liệu mà nhà Ansel sử dụng của món bông điên điển chiên giòn chay hôm nay nhé. Đầu tiên thì mình sẽ chọn 200g bông điên điển tươi. Sau đó mình đem sơ chế, tuốt bỏ phần cọng và giữ lại phần bông. Mình đem rửa với nước, sau đó để ráo. Để kết hợp thêm thì mình sử dụng đó là khoai tây và khoai môn. Khi mua về mình cũng sẽ gọt vỏ, ngâm với nước muối pha loãng và rửa sạch. Sau đó dùng dao bào bào thành những cọng nhỏ như vậy. Để kết hợp làm phần bột thì mình sử dụng đó là 2 bịch bột chiên giòn khoảng 300g, hòa lẫn với 400ml sữa đậu nành không đường. Sau đó mình sẽ trộn đều cho cái hỗn hợp này nó hòa tan vào nhau. Nếu như lỏng thì mình cũng có thể thêm nước, hoặc đặc quá thì mình sẽ cho thêm bột nha cả nhà. Tiếp theo là mình sẽ nêm gia vị với 1 muỗng cà phê hạt nêm chay, 1/2 muỗng cà phê tiêu xay, 1/2 muỗng cà phê muối và 1 muỗng cà phê đường. Nếu như bạn nào ăn đậm đà hơn thì mình cũng có thể gia tăng cái phần muối hoặc là hạt nêm chay nhé. Thì cứ mỗi lần mình cho gia vị vào thì mình sẽ khuấy cho cái hỗn hợp bột này nó sẽ không bị vón cục. Mình sẽ cho thêm đó là 1 muỗng cà phê hành tím băm, cả nhà cũng có thể thay thế bằng hành bơ rô. Và cuối cùng là mình sẽ cho nốt cái phần bông điên điển, khoai lang và khoai môn vào. Với cách làm thường xuyên của mình á, thì mình sẽ cho từng nhúm như vậy vào này cả nhà. Để khi mình trộn cái phần bột á, nó sẽ áo được cái phần nhân mình cho vào. Cuối cùng là mình sẽ cho phần bột này nghỉ khoảng 30 phút cho cái phần bột này nó nở. Và bây giờ mình sẽ đi pha chế cái phần nước mắm. Mình sử dụng đó là 2 muỗng nước mắm chay, 3 muỗng cà phê đường, 2 muỗng cà phê nước cốt chanh. Và mình sẽ khuấy cho cái phần gia vị này nó tan. Cho thêm 2 muỗng canh nước lọc, cả nhà nhớ sử dụng cho mình nước ấm. Và khi cái hỗn hợp nước mắm của mình nó đã hòa tan rồi thì mình sẽ cho vào 2 muỗng cà phê tỏi băm và 1 muỗng cà phê ớt băm. Sau đó thì mình cũng sẽ để cho cái hỗn hợp nước mắm này nó hòa tan. Thì song song đó mình sẽ đi chiên cái phần bông điên điển chiên giòn này nha cả nhà. Thì cả nhà nhớ là để cho cái phần dầu này nó khá xíu. Ở đây mình có tạo thêm cái điểm nhấn, đó là mình cho thêm cái phần nấm đùi gà non, mình cắt cái khoanh nhỏ nhỏ vậy nè, cho nó thêm bắt mắt. Và cái phần nguyên liệu của mình á, nó không có ngán, nó có thêm nhiều cái chất dinh dưỡng hơn. Khi chiên cái phần bông điên điển chiên giòn này á, thì mình sẽ thường để ở lửa trung bình nha cả nhà. Với những món bánh chiên giòn như vậy á, thì mình sẽ chiên theo kiểu là mình sẽ để một mặt cho nó thật là vàng, sau đó mình sẽ trở lại, còn mặt kia thì mình sẽ để cho nó hơi vàng vàng là được. Sau khi chiên xong thì mình sẽ gấp ra dĩa để cho nó ráo dầu. Và tiếp theo là mình sẽ trình bày ra dĩa và thưởng thức.
Hôm nay thì mình sẽ kết hợp thêm đó là một ly trà tắc thái xanh. Thì thường ăn những cái món chiên như vậy thì nó cũng sẽ hơi ngán cả nhà, cho nên mình có chuẩn bị thêm một cái ly trà tắc thái xanh này cho nó đỡ ngán và để giải nhiệt nữa. Thi thoảng đâu đó thì mình vẫn thường làm cái món bông điên điển chiên giòn kèm với khoai tây và khoai môn cho cả nhà cùng thưởng thức. Vì cái món này nó sẽ rất thích hợp kể cả trong những ngày mưa hay ngày nắng. Vì ngày mưa thì cái món bông điên điển chiên giòn này nè, thì khi vừa chiên ra thì nó vẫn còn nóng nóng, gói kèm với một miếng salad và chấm với nước mắm nhà làm thì còn gì tuyệt vời hơn phải không cả nhà. Còn nếu trong lúc ăn hơi ngán quá thì mình cũng sẽ có một ly trà tắc thái xanh để thưởng thức. Và đây là phần nhân bên trong cái miếng bông điên điển chiên giòn này á, nó rất là dai và giòn á cả nhà. Mình sẽ gói kèm với một miếng salad và chấm với một ít nước mắm vừa cay vừa ngọt và có vị hơi chua chua nhẹ của nước chanh. Mời cả nhà cùng thưởng thức món bông điên điển chiên giòn miết với khoai tây và khoai môn, chấm kèm với nước mắm chai nhà làm. Nếu yêu thích video, hãy bấm like, share và đăng ký cho kênh Ansel Family Cuộc Sống Cần Thơ nhé. Xin cảm ơn, bye bye, hẹn gặp lại cả nhà ở video tiếp theo.